Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2022, quý vị và các bạn. Việt đang ở trước cửa nhà thờ lớn Hà Nội. Chiều nay Việt mời quý vị cùng Việt đi một vòng phố cổ để cảm nhận không khí vào một buổi chiều thu. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán rất đông khách, quý vị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn tới kênh của Việt, hãy ủng hộ Việt bằng cách cho Việt một like. Và quý vị và các bạn lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Từ sáng đến giờ thì bầu trời thủ đô Hà Nội âm u, quý vị và các bạn. Bây giờ rơi vào khoảng 28 độ C. Trời rất là mát. Đúng cảnh mùa thu, quý vị và các bạn. Các bạn trẻ cũng đang sang nhà thờ chụp hình. Bây giờ cả ba phố Lý Quốc Sư và phố nhà thờ. Xin mời quý vị cùng Việt đi trên tuyến phố Ấu Triệu. Wow, rất sexy quý vị và các bạn. Các du khách nước ngoài tới thủ đô Hà Nội với thời tiết đẹp, những hình ảnh ăn mặc rất đẹp. Kinh doanh trên tuyến phố Ấu Triệu Việt đều thấy mở cửa. Việt mời quý vị cùng Việt đi một vòng phố cổ tới ngã tư Quốc Tử Giám và Cát Ninh cũng như Tôn Đức Thắng. Việt sẽ dừng clip. Việt sẽ đi qua cửa Nam, quý vị và các bạn, rẽ sang đến phố Nguyễn Khuyên. Trước màn hình là ngã ba Ấu Triệu và Phủ Doãn. Cổng bệnh viện Việt Đức, quý vị và các bạn. Và trước màn hình là ngã tư Tràng Thi và Phủ Doãn. Thank you.
mời quý vị cùng Việt đi sang tuyến phố Tràng Thi. Những hình ảnh như những ngày hôm nay thì cảm giác Tết đến nơi rồi, quý vị và các bạn. Cổng bệnh viện Việt Đức ở bên phía Tràng Thi. Việt đang ở ngã tư Quán Sứ và Tràng Thi, quý vị và các bạn. Những tòa nhà đẹp mãi với thời gian. Cổ Hà Nội luôn bắt gặp các bạn du khách nước ngoài đang đi tham quan. Những hình ảnh rất rất tuyệt vời. Và trước màn hình là ngã tư Cửa Nam, để sẽ rẽ vào một đoạn trên tuyến phố Thợ Nhuộm. Là những hình ảnh trên tuyến phố Cửa Nam, quý vị và các bạn. Ở trên tuyến phố Cửa Nam, Việt thấy vẫn còn nhiều cửa hàng chưa có người kinh doanh, cũng như các phố khác tại phố cổ, quý vị và các bạn. Hoặc kinh doanh cũng không có khách. Trước màn hình là ngã năm Hai Bà Trưng, Lê Duẩn và Cửa Nam, quý vị và các bạn. Hình ảnh trên tuyến phố Hai Bà Trưng Duẩn. Việt đã sang tới phố Nguyễn Khuyến rồi, một tuyến phố chuyên kinh doanh buôn bán các mặt hàng dao kéo.
trên tuyến phố Nguyễn Khuyến vẫn thấy vẫn còn một số cửa hàng vẫn chưa có người kinh doanh. Phía cuối của tuyến phố Nguyễn Khuyến là chuyên kinh doanh buôn bán sơn như là vôi ve, quý vị và các bạn, bột bả, bột chan. Các cửa hàng bán sơn. Trước màn hình là ngã ba Nguyễn Khuyến và tuyến phố Văn Miếu. Hình ảnh trên tuyến phố Văn Miếu. Ở ngã ba Quốc Tử Giám và Văn Miếu, quý vị và các bạn. Trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám, quý vị và các bạn. Đây có cả các du khách nước ngoài đang đến tham quan Văn Miếu. Nước mía ở Văn Miếu rất giúp cạnh các bạn. Những bãi bạc mía rất to. Biết cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng từ phố cổ nhà thờ qua tới ngã tư Quốc Tử Giám, Cát Ninh và Tôn Đức Thắng. Chúc quý vị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt.